Hello, chào tất cả mọi người, chào mừng nhé. Thì mình là Gen TV đây. Thì clip hôm nay mình sẽ mở skin 2 cho bạn nhờ mình mở hộ em nhé. Mình sẽ mở vách lỗ đen em ạ. Đây mình xem con nick này. Nick khá cùi em ạ. Nick chả có gì ngoài cùi. Nhiệm vụ thắng thắng vòng hạ đại võ thuật là. Đây. Chả đâu gì, có một cái ván bay em ạ. Kỹ năng mới mang vào kinh kỳ, mang vào kinh kỳ em ạ. Đệ tử là đây, đệ tử lên 149 900 em ạ. Còn 100k nó sẽ mở thôi. Đây chỉ số em chỉ số này. Chỉ số cũng khá là ổn áp đấy. Ui, HP gấp 3 lần ki này. Còn đấm là ngon nữa. Ok, bây giờ mình sẽ úp và mở em ạ. Nào, tấn công nào. Ui. Ôi, chưa thể tiếp theo á. Ok, bật cờ lên. Đi theo. Ui. Ông đệ là bị lag em ạ. Tấn công. Ô. Đã chết à? Ô, con đệ còn sống mà anh em sao không đi theo mình ta? À chắc mình đổi khu cho nó xuất hiện em ạ. Ok, mình sẽ qua vách núi đen khu 28 đi. Đệ bất hiếu này. Ui ôi, x2 úp khá nhanh em ạ. Ui dồi ôi. 197.07 rồi, mình cắt mình tháo đầu ra em ạ, không thì chết dở. Ui giời em ơi, 91 rồi. Chắc khoảng lên khoảng 980 mình sẽ tháo đồ cho chắc cú. 13 rồi em ơi. Ui giời ơi. Nhanh cái này em ơi. 17 rồi. Trời ơi, chả ơi chả. Ui 19 rồi. Ui. 25 rồi em ơi. Nhanh mà 28 rồi em ơi. Rồi ui sức khỏe đánh sức khỏe đấy nên hơi yếu rồi không cần sức khỏe phải đánh sức khỏe em ạ không bị yếu đuối lắm được sinh lý này thì ông đánh tôi này. Ok lên được 931 rồi. Ui chà ba tám rồi. Ui rồi hồ quá em ơi. Hồi hộp lắm, nhưng là mới vào một đấy, mới vào lớp 1 đấy. Mới đi học bỡ ngỡ. Ôi, 44 rồi em ơi. Lại đầu sư quái con. Ui. Chỉ nhập vào đệ, trời. Mai chỉ nhập vào đệ. Ok, 52 rồi em ơi. Đệ, nhanh đập nhanh đệ ơi. Đệ yêu dấu. 54 rồi này. Lại số quái này hư cấu nhỉ, sao nhiều số quái thế. Ui, mình sợ mình chết mất. Đâu rồi, thấy nhận sai mày ăn số quái kia được. Ui. Ui, chỉ nhiều con xuyên đệ tử luôn. Quá, đen. Ui, ấn nhầm chờ đợi chết đệ rồi. Chết mất tiêu luôn. Ui, đệ yếu quá, không ăn được em ạ. Chơi cố lên. Ui mày thế chết. Đây là hồ sinh đã. Đây là hồ sinh đã em ơi. Đây là hồ sinh đã. Rồi. Khá là lâu đấy nhỉ. 60 giờ còn khoảng 40k thôi mà. Găng ho quá. Găng ho quá em ạ. Ui dồi ôi. Đây là hồ sinh nào. Triệu tập hồi sinh đệ. Ở đây này còn có vàng trong này. Có 140 triệu em ạ. Đồ này. Ui. Có được hai cái đồ tiềm năng thôi. Còn tăng đồ cùi. 300 đồ tiềm năng. Ui có ui ở đây có đồ ngon ghê này. Đồ sút đánh đây. Ô. Ừ, khá là ngon này. Không đồ dân chơi được anh em ạ. Dân chơi đấy. Em có mảnh đấy. Ok đồ sinh em ạ. Đây đồ sinh rồi. Xem nó bao nhiêu nào. Ok 62 thôi. Tấn công với đệ. Đấm nhiệt tình lên em ơi. 66 thôi. Asiba. Ok 71 rồi. Đấm mít nào. Bảy sáu em ơi. Chắc là 90 rồi tháo đồ cho. Này 90 rồi tháo đồ đi cho nó căng.
80 rồi này. 82 rồi em ơi. 84 rồi. 86 rồi. Ô ô. Ô đi theo. Úi giời em ơi. Tháo đồ đã. Không mà tự mở skin là chết mình. Ui 88 rồi, làm sẽ lấy đồ ra này. Đấy, cho sắp mở đồ cho em ạ. Tấn công. Tháp 9 anh em ơi. Cũng khá là căng đấy nhỉ. Đấm 2 đấm hơi lâu nhưng mà không sao. Chắc cú thì bú ấy mà. Hay thì dịch vụ 99 thôi, à 91 thôi. Ui, đâu có sức khỏe à. Ôi mình chuyển cho con đệ tử rồi. Này thì ông sư quái này. Ôi chết rồi, mất thằng dợ xa rồi em ơi. Ôi 96 em ơi, mình sẽ kênh kỳ, kênh kỳ con đệ này. Kênh kỳ. Ok, chết rồi. Bắt đầu mình bắt chết rồi em ơi. Tôi xin thôi em ơi. Ok mình sẽ về nhà xem là. Ui giời ơi. Không sao, cái kinh xịn không sao ạ. Không sao. Không sao hết, thử về nhà nhá. Mình sợ ra Kame hồng lắm. Ui giời. Không có sun luôn, chạy bộ về nhà. Thôi mở ra đi. Thôi, về nhà cho chắc cú. Về nhà xem skin đi nhá. Ui giời ơi. Mình sợ ra Make Kame hồng lắm, bởi thủ thuật xịt em ạ. Ui giời ơi. Kênh ký rồi xịt thì ông làm ăn gì, ông mở skin cho ai. Ờ chết rồi các bạn. Chết mình rồi. Thử về nhà nhá. Đi theo đây. À, chắc đi theo, ông lại đuổi đi theo. Đề phòng tấn công em ạ. Ôi. Mình sợ chưa mở. Về nhà thấy thế này. Skin gì nào. Ôi thôi con. Ok đây tử tệ anh em ơi, tử tệ dậy được này. Đấy, đệ yêu dấu đấy, mình về cho xem ta chuyển gì nhá. Mình về láo xuống cho đoạn tấn công đi rồi ta chuyển gì. Mình cho tấn công đi. Tấn công sao chuyển gì anh em nhá. Ô đập, ô chuyển đi con, cứ đấm đi. Ơ, nó đấm hoài vậy ta. Gì vậy? Thế là cái móc ấy. Thôi các ơi, mình cạn.